Sau 16 tập phát sóng, ca sĩ Mặt Nạ mùa 2 chính thức khép lại với đêm concert tối ngày 16 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh. Voi Bản Đôn anh Tú trở thành quán quân. Đêm concert với sự tham gia biểu diễn của 30 ca sĩ đến từ chương trình ca sĩ mặt nạ và ca sĩ khách mời. Khác với mùa 1, ba mascot lộ diện trước khi công bố kết quả và không quá ngạc nhiên khi cú Tây Bắc chính là ca sĩ Hương Lan, Voi Bản Đôn là ca sĩ Anh Tú, Ông Baby là ca sĩ Orange. Theo kết quả của cổng bình chọn, phái Bản Đôn đã giành chiến thắng với 45,4% lượt bình chọn. Về nhì với 33,3% lượt bình chọn là Ông Baby, giải ba nhận được 24,3% là Cú Tây Bắc. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải chiếc tai vàng cho cố vấn Trấn Thành vì anh đã đoán đúng nhiều ca sĩ ẩn sau bộ mascot.